Lúc nhỏ, tôi từng xin tiền mẹ để ăn vì đi học xa, nhưng mẹ không có tiền. Lúc đó tôi không chịu hiểu cho mẹ mà cứ nghĩ mẹ keo kiệt nên không cho. Đó là những bộc bạch nghẹn lòng của Hene khi nhớ lại quá khứ cơ hàn. Cụ thể, trong chương trình Mái ấm gia đình Việt tập 92, Hoa hậu Hene và diễn viên Doãn Quốc Đam nhiệt tình tham gia các thử thách để đem về quyền hỗ trợ cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn. Khi thực hiện thử thách bắt và đưa cá về hồ, vì chướng ngại gây cản trở nên gần hết giờ, em Thường, khách mời của chương trình vẫn chưa bắt đủ số cá. Không muốn em nhỏ bị thua, cả Hene và Doãn Quốc Đam đều lao vào hồ giúp em bắt cá. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhiều lần bị ngã khiến quần áo ướt sũng, nhưng cô không ngại, người đẹp thoải mái dùng miệng ngậm ly nước rồi dùng tay chống để bò thật nhanh dưới các khung sắt. Độ nhiệt tình lăn xả của Hene khiến nhiều người có mặt tại trường quay phải nề phục. Trong quá trình ghi hình, trời đổ mưa, nhưng cả Hene lẫn Doãn Quốc Đam đều không nề hà, sẵn sàng tiếp tục hành trình để đem về những phần thưởng giúp giảm bớt sự khó khăn của các em nhỏ. Đặc biệt, khi biết rõ hoàn cảnh gia đình em Hoàng Thị Thanh Thảo, Hene hết sức xúc động. Cha của Thanh Thảo đã mất năm 2020 sau khi lên cơn co giật đột ngột. Mẹ em làm nghề phơi ván thuê, mỗi ngày kiếm được 150.000 đồng. Gia đình em Thảo được địa phương chia cho một công đất trồng thông nhưng phải 15 năm mới thu hoạch được. Hiện họ mới trồng được 2 năm nên chưa có thu nhập. Mẹ bé Thảo là chị Luyến rất đau lòng khi con đói, xin tiền mua đồ ăn mà mẹ không có để cho. Hoa hậu Hene tâm sự, chị Luyến làm tôi nhớ đến mẹ của mình. Lúc nhỏ tôi cũng từng xin tiền mẹ để ăn vì đi học xa, nhưng mẹ không có tiền. Lúc nhỏ mình không chịu hiểu cho mẹ mà cứ nghĩ mẹ keo kiệt nên không cho. Nay nghe chị Luyến chia sẻ, tôi mới thấy thương và nhớ mẹ rất nhiều. Chia sẻ của các em nhỏ cũng rất xúc động vì các em có rất nhiều khó khăn mà không có điểm tựa nào. Tôi thấy giống tuổi thơ của mình, nhưng tôi cũng vui một điều khi nghe các em vẫn luôn có ước mơ, đó là động lực rất lớn để cố gắng. Lòng trắc ẩn của hoa hậu Hene khiến MC Quyền Linh xúc động. Anh nói, Hene đẹp từ tâm, đẹp từ con người đến cách thể hiện và cách đối nhân xử thế. Cô ấy đẹp trong công việc nữ chứ không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài. Cô ấy đã bất chấp, lăn lê, bò trườn, làm mọi cách kiếm tiền cho người nghèo. Cái tâm của cô ấy đã toát lên rằng Hene là một người rất đẹp. Sau các thử thách của chương trình, Doãn Quốc Đam và Hene giúp đem về tổng giải thưởng 80 triệu đồng từ nhà tài trợ. Ngoài ra, Hene cũng dùng tiền riêng hỗ trợ 4 em nhỏ trong chương trình, mỗi em 10 triệu đồng. Nói về Hene, ngoài được biết đến là nàng hậu cá tính của làng nhan sắc Việt, thì việc cô nàng lấn sân sang ca hát cũng là điều khiến khán giả tò mò. Cô từng ra MV Nụ cười Việt Nam cách đây không lâu nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hene cho biết MV Nụ cười Việt Nam không phải là sản phẩm debut của cô, MV là món quà âm nhạc mang thông điệp ý nghĩa hướng đến cộng đồng mà cô và ekip dành tặng khán giả. Lần này, Hene đảm nhận vai trò người kết nối, gửi thông điệp ý nghĩa qua âm nhạc để chạm đến cảm xúc của mỗi người. Hene giải thích, Hene biết giọng hát của mình chưa hay nhưng Hene nghĩ rằng âm nhạc cũng là một cách để kết nối với khán giả và mang những giá trị tích cực cho xã hội. Hene muốn thông qua âm nhạc để truyền tải những thông điệp nhân văn và Nụ cười Việt Nam là một ca khúc cho Hene nhiều cảm xúc. Với hy vọng gửi đến cho khán giả và bạn bè quốc tế thông điệp bình dị về niềm hạnh phúc giản đơn có thể trao nhau, đó là Nụ cười Việt Nam. Hene cho biết thêm, đây là món quà âm nhạc thể hiện sự biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thế hệ cha ông đã cho chúng ta cuộc sống yên bình và nụ cười hạnh phúc.